Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Nay là ngày 18 tháng 3 năm 2020, thì bây giờ đang là buổi sáng, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm clip để giới thiệu tới quý vị và các bạn. Đây là quy trình làm miệng lọ lục bình bằng gỗ hương. Tí nữa máy nó dừng thì chúng tôi sẽ quay phần vân rất là đẹp, lục bình gỗ hương đẹp như gỗ chắc. Đây là chúng tôi đang quay phần mộc ở xưởng tiện của chúng tôi, và đôi lọ này là có kích thước là cao 1,5 m hay còn gọi là 1,50 m, và đường kính là 40. Và lát thì chúng tôi sẽ quay những đôi lọ cao 2 m. Đây quý vị có thể xem được sắc vân này. Đây là lục bình gỗ hương hay còn gọi là lục bình gỗ hương vân loang gia báo. Chúng tôi sẽ quay cận cảnh đôi lọ lục bình cao 1,5 m vân loang gia báo cho quý vị xem. Vân rất là đều đẹp, được chọn từ đầu xuống đến chân. Đó, quý vị có thể xem là bốn chiều, bốn mặt như nhau. Vân loang rất là đẹp. Đẹp như là gỗ chắc Parusa hay còn gọi là chắc Nam Phi đấy. Và đây là đôi lọ cao 2 mét. Đã được chúng tôi tiện xong và dựng lên đây. Cũng được chọn vân rất là kỹ và tỉ mỉ. Thì đôi lọ này có kích thước chuẩn của nó là 2,17 m và đường kính là 60 để quý vị có thể cập nhật được. Thì quý vị nào muốn sở hữu những đôi lọ lục bình gỗ hương đẹp như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và bên cạnh những đôi lọ lục bình này thì chúng tôi đang sản xuất hàng loạt những đôi lọ lục bình gỗ mun đuôi công. Gỗ mun đuôi công thì nó vân của nó đen, và khi tẩy ra thì nó sẽ lên được màu xanh. Và đây là đôi lọ của lục bình gỗ hương. Bên cạnh những lục bình gỗ hương thì chúng tôi đang làm thêm những đôi lọ lục bình gỗ chắc. Gỗ chắc là chắc của Nam Phi các bạn nhé. Chắc Parusa đấy, quý vị có thể truy cập vào Google thì có thể theo dõi được chất liệu gỗ chắc Parusa là nhập khẩu từ đâu và nguồn gốc như thế nào. Vâng, quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên về những đôi lọ lục bình chọn vân và những sản phẩm khác nữa để quý vị tiện theo dõi. Thì quý vị đăng ký kênh thì quý vị mới cập nhật được, vì một ngày chúng tôi tải lên rất là nhiều video, thì quý vị đăng ký thì quý vị có thể tiện theo dõi hơn. Từ đầu năm giờ chúng tôi cũng làm rất nhiều những lô hoành phi câu đối rồi, thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục quay clip cho quý vị xem những đôi lọ lục bình được chọn vân. Và những đôi lọ hàng không vân thì chúng tôi không làm, chúng tôi chỉ làm hàng chọn vân thôi. Và hàng chọn vân thì thường là để trơn không đục. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo, thì chúng tôi sẽ đưa lên những mẫu mã khác nữa.